Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chuyên mục An ninh Quảng Bình hôm nay có những nội dung chuyển sau. Phần tin phản ánh một số hoạt động của các lực lượng công an trong tỉnh. Phóng sự Bình yên nơi vùng giáo Quảng Hòa. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong Công an Nhân dân đợt 2 năm 2014. Tham dự lễ khai giảng có Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Trong thời gian 4 tháng, 40 chiến sĩ là công dân mới được tuyển vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an tỉnh đợt 2 năm 2014 sẽ được huấn luyện những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, điều lệnh công an nhân dân và những kỹ năng chiến thuật, thao tác sử dụng các phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ. Đồng thời được giới thiệu về lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an Quảng Bình nói riêng. Qua đó, giáo dục về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong theo điều lệnh công an nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý lớp học, khắc phục khó khăn, vừa làm tốt công tác giảng dạy, vừa làm tốt công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao, đồng thời yêu cầu số chiến sĩ phục vụ có thời hạn đợt 2 năm 2014 phải tập trung học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được phân bổ về công tác tại các đơn vị cơ sở. Cũng tại buổi lễ, các chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân đợt 2 năm 2014 đã được Giám đốc Công an tỉnh quyết định phong cấp hàm binh nhì. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau gần 3 tháng thi công, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương, căn nhà mái ngói với diện tích hơn 60m², khang trang đã hoàn thành và được công an tỉnh tiến hành bàn giao cho gia đình ông Ngô Quang Sen ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, đưa vào sử dụng ngay trước mùa mưa bão. Với sự vận động giúp đỡ của công an tỉnh và công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư Việt Nam, gia đình ông Ngô Quang Sen đã được hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Bản thân ông Ngô Quang Sen thuộc đối tượng bệnh binh có nhiều đóng góp cho cách mạng. Việc hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng căn nhà tình nghĩa không chỉ giúp gia đình ông Ngô Quang Sen ổn định hơn trong cuộc sống sinh hoạt, mà còn góp phần động viên gia đình ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Được biết, đây là căn nhà tình nghĩa thứ 7 mà công an tỉnh cùng phối hợp với các nhà hảo tâm tiến hành khởi công và bàn giao đưa vào sử dụng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm 2014 đến nay. Quý vị, các đồng chí và các bạn thân mến, hiện nay ở tỉnh ta, tình trạng học sinh đến trường bằng xe đạp điện đang diễn ra khá phổ biến, đã kéo theo nhiều hậu quả khó lường, trong đó việc mất cắp xe đạp điện là chuyện xảy ra hàng ngày. Nguyên nhân do các em học sinh thiếu ý thức bảo quản tài sản của mình. Trước tình trạng nói trên, Công an thành phố Đồng Hới đã tập trung lực lượng nắm tình hình, theo dõi các địa bàn thường xuyên xảy ra mất cắp xe đạp điện của các em học sinh, nhất là tại các khu vực trường học, nên chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố Đồng Hới đã đấu tranh làm rõ nhóm học sinh gồm Trần Đình Cường sinh năm 1997, Trần Văn Tuấn sinh năm 1999 đều ở tiểu khu 12 phường Bắc Lý thành phố Đồng Hới, Trần Văn Quý sinh năm 1997 ở tiểu khu 11 phường Bắc Lý và Nguyễn Văn Hầu sinh năm 1996 ở tiểu khu 8 phường Bắc Lý Đồng Hới. Nhóm đối tượng này đã khai nhận từ đầu năm đến nay đã gây ra 34 vụ trộm cắp xe đạp, chủ yếu là xe đạp điện của học sinh. Với thủ đoạn là cả nhóm rủ nhau đi dọc trên các tuyến đường, thấy xe đạp điện của học sinh đi học về đang dừng trên vỉa hè để vào các quán uống nước hay xe được dừng trước hiên nhà mà không có người trông coi. Lợi dụng sự sơ hở của mọi người, các đối tượng đã mở khóa lấy xe đem về, bán chia nhau tiền tiêu xài. Riêng đối tượng Trần Đình Cường và Trần Văn Tuấn khai nhận đã gây thêm một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Vụ việc này là lời cảnh báo đến mọi người dân, nhất là các em học sinh, cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản của bản thân mình. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Quảng Hòa là một xã trung tâm của vùng Tây thị xã Ba Đồn, có hơn 2.000 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Thiên Chúa có 960 hộ, chiếm 46% dân số. Trong nhiều năm qua, đồng bào theo đạo Thiên Chúa ở xã Quảng Hòa ngày càng đoàn kết gắn bó cùng với chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống mới, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều cuối tháng 8, chúng tôi trở về vùng giáo xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, được chứng kiến không khí lao động hăng say của bà con giáo dân nơi đây.
cuộc sống trôi qua với biết bao bồn bề khó khăn, thử thách. Mỗi con người ở từng giáo họ làm một việc làm, một suy nghĩ khác nhau, nhưng ai cũng một lòng kính Chúa, yêu nước, hướng thiện và sống tốt đời đẹp đạo. Là một trong những địa bàn trung tâm của vùng Tây thị xã Ba Đồn, trong những năm qua, an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Hòa có nhiều diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình đó, chính quyền xã phối hợp với ban công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hương ước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt pháp lệnh, tín ngưỡng tôn giáo và các nghị định của chính phủ, quy định về hoạt động tôn giáo, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cho đến nay, vùng giáo trên địa bàn xã Quảng Hòa đã xây dựng được 4 mô hình về an ninh trật tự, 115 tổ tự quản về an ninh trật tự, 12 tổ an ninh nhân dân đi vào hoạt động có hiệu quả, tổ chức 6 lượt phát phiếu tố giác tội phạm cho 100% hộ dân công giáo. Từ đó, bà con giáo dân đã cung cấp cho ban công an xã 563 nguồn tin, trong đó có 47 nguồn tin có giá trị, giúp ban công an xã phá nhiều vụ án lớn như vụ cướp tài sản ở thôn Cao Cựu, vụ trộm ở khu vực chợ trường, vụ trộm ở quầy cắt tóc thôn Thanh Tân và nhiều vụ trộm khác. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được ổn định, tình đoàn kết giữa chính quyền địa phương với nhân dân, đoàn kết lương giáo ngày càng bền chặt. Xã Quảng Hòa thì có khoảng 70% là giáo dân, công giáo. Trong địa bàn của Quảng Hòa thì lương giáo đã kết hợp để bảo vệ an ninh tốt. Và đặc biệt là nói riêng về giáo sư Hoàn Ninh của thôn Thanh Tân và giáo họ Vĩnh Tân ở thôn Hợp Hoa cũng đã kết hợp với giữa lương giáo là rất tốt để cùng bảo vệ cho cái an ninh tổ quốc. Cùng với việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bà con giáo dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, cả phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Điển hình ở thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, người có đạo và người không có đạo sống xen cư, nhưng từ trước đến nay, nhân dân trong thôn vẫn luôn đoàn kết, an tâm xây dựng quê hương và đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đến gia đình chị Nguyễn Thị Liên ở thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, chị khoe rằng, từ ngày được các bác, các anh trong lực lượng công an xã, hội đồng mục vụ thường xuyên quan tâm, vận động nên con trai chị đã tiến bộ. Thì con em lâu đi học đầu tiên thì theo bạn bè rủ rê, không nói nghe vậy ra thì chứ chưa công an xã để giáo đông phục vụ giáo dục thế bên yên có tiến bộ thế. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển toàn diện, chính quyền địa phương và lực lượng công an xã đã tranh thủ sự ủng hộ của các linh mục trong giáo xứ nhằm thông qua các buổi ra giảng để lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tránh xa tệ nạn xã hội. Ở đây thì ngoài xã ủy ban cũng như tổng ban công an cũng như nhà sử đấy thì kết hợp với nhau tốt, có duyên đi là bàn bạc với nhau, kết hợp với nhau làm tốt. Như là tôi cũng đóng góp buổi lễ là kêu gọi con em, như những người công giáo. Mình luôn luôn sống thế nào tầm gương mình là người công giáo tốt nhưng người công dân tốt, mình thể hiện được an ninh trật tự trong gia trong thôn xóm là cái đó là cái hạnh phúc nhất. Chia tay với bà con giáo dân nơi đây, cảm nhận về một vùng giáo bình yên đang thay ra đổi thịt từng ngày, phải chăng đó chính là cội nguồn tiềm năng tạo nên sức mạnh to lớn góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, để Quảng Hòa từng bước đi lên với sức sống mới. Chuyên mục An ninh Quảng Bình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.